Tiếp tục với các thông tin thời tiết cập nhật Dự báo là miền Bắc sẽ có nắng ấm vào chiều nay Còn ngay lúc này thì trời vẫn còn đang khá là giá rét Vậy thì cụ thể hiện tại nhiệt độ ngoài trời đang là khoảng bao nhiêu chị Lan Chi? À, vâng, theo số liệu mà chúng tôi đang có ở đây Thì nhiệt độ sáng sớm này ở toàn miền Bắc vẫn khá là thấp à, Như là tại thủ đô Hà Nội thì chỉ khoảng là 17 độ Thế còn vùng núi cao như là Lạng Sơn này Hay là Cao Bằng thì chỉ là từ 13 đến 14 độ Thậm chí là những nơi như Sapa thì hạ xuống chỉ còn có 6 độ rồi à, Trời rét cóng À, và dự báo là sau 2 đến 3 tiếng tới thì không khí mới ấm lên nhanh nhờ có nắng. Đến trưa chiều thì nhiệt độ sẽ tăng nhanh. Dự báo cao nhất ở thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố sẽ là từ 20 cho đến 22 độ. ở à, đáng chú ý nữa là trời rất khô khi mà độ ẩm cho không khí giảm thấp, nhiều nơi dưới 40%. Trong khi đó, miền Trung hôm nay thì vẫn sẽ có những cơn mưa bất chợt. Các thành phố từ Đông Hà đến Quảng Ngãi, trời cũng khá lạnh, nhiệt độ ở khu vực này sẽ không quá 22 độ. Còn các thành phố khác thì vẫn sẽ có nắng như là Thanh Hóa và Vinh, khoảng 20 đến 22 độ. Còn Quy Nhơn đến Phan Thiết thì nền nhiệt cao hơn 26 đến 30 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ thì sáng sớm nay cũng khá lạnh ạ. À. Sau khoảng 7 đến 8 giờ sáng thì nắng lên mạnh, nhiệt độ cũng sẽ tăng lên cả chục độ. Chiều và chiều nay thì các thành phố như là Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột sẽ khoảng là từ 25 đến 26 độ. Còn Thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác ở Nam Bộ là từ 31 cho đến 33 độ, cảm giác nóng nhẹ. Cảm ơn chị Lan Chi về những thông tin thời tiết đầu ngày vừa rồi.